Từ bìa các tông xin ở cửa hàng tạp hóa, Nguyễn Hoàng Hải tạo ra tượng Phật, bàn ghế hình con vật, có giá cả chục triệu đồng. 4 năm trước, anh Hải, ở phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một biết đến việc tạo ra bàn ghế bằng bìa cát tông từ một người đàn ông Pháp. Hải học được cách dùng hỗn hợp bột giấy cát tông để đắp lên khung, những khâu còn lại như phát thảo hình mẫu, chà nhám sản phẩm, anh đều tự mày mò theo trí tưởng tượng. Những sản phẩm được làm từ bìa cát tông và bột giấy nên rất nhẹ, chỉ vài kg nên dễ dàng di chuyển. Hơn nữa sản phẩm không bị hỏng khi gặp nước bởi được kết dính từ những nguyên liệu chống nước. Giá mỗi sản phẩm của anh dao động từ 3 đến 14 triệu tùy vào độ to nhỏ cũng như công năng của sản phẩm. Mỗi tháng anh chỉ làm 2 đến 3 sản phẩm vì tất cả đều làm thủ công, muốn nhanh hơn cũng không thể. Tôi cũng không thích làm đại trà để giữ lại sự độc lạ của sản phẩm. Hải chia sẻ, hiện tất cả các khâu Hải cũng chỉ làm một mình.